Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao bây giờ Việt Nam mới xử vụ đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Sau thời gian dài không thông tin gì, mới đây báo chí nhà nước đã đồng loạt cho biết vào đầu tháng 5 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử nhóm bị cho là chủ mưu đưa 9 người đi theo chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và trốn ở lại Hàn Quốc. Và vì sao lúc này mới đưa ra xét xử vụ án? Câu hỏi đang được đặt ra. Vào trung tuần tháng 9 năm 2019, tức là gần 10 tháng sau khi phái đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi đó dẫn đầu, đài truyền hình MBC của Hàn Quốc đã loan tin cho biết 9 trong số 160 người đi theo đoàn đã không quay trở lại Việt Nam sau chuyến thăm từ ngày 4 đến 7 tháng 12 năm 2018. Tin cũng cho biết phái đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Jae-chang. Ngoài nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi đó, còn có 20 quan chức cấp cao là các bộ trưởng và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là hình ảnh đài truyền hình MBC của Hàn Quốc vào hôm 23 tháng 9 năm 2019 đưa tin về việc người Việt Nam bỏ trốn ở lại Hàn Quốc. Theo hãng tin MK News, chính phủ Hàn Quốc đã không biết gì về việc 9 thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam bỏ trốn cho tới khi một người trong số đã bỏ trốn xuất hiện ở sân bay và xin trở về Việt Nam thì sự việc mới vỡ lở. Cho đến ngày 25 tháng 9 năm 2019, người phát ngôn của Quốc hội Việt Nam, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc mới đưa ra lời giải thích rằng những người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc không thuộc thành phần đoàn ngoại giao và chỉ đi nhờ máy bay. Còn truyền thông nhà nước Việt Nam khi đó không cho biết thêm chi tiết về danh tính và nghề nghiệp của những người đi nhờ máy bay của bà Nguyễn Thị Kim Ngân và tại sao những người này có được đặc quyền đó. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua nghị quyết và phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân với tỷ lệ 89,38%. Cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Và vì sao lúc này Việt Nam mới xét xử vụ đi nhờ chuyên cơ của bà Ngân rồi bỏ trốn ở lại Hàn Quốc là câu hỏi được đặt ra. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban dân vận Trung ương, khi trao đổi với đài FA vào hôm 28 tháng 4 đã đưa ra nhận định như sau. Tại sao không phanh phui tất cả? Rất đơn giản mà, lên máy bay làm sao thoát không khai báo. Thế mà từ đó đến nay cũng không công bố ra. Là vì họ muốn bao che uy tín của họ. Nếu mà soi cô Ngân ra, soi văn phòng Quốc hội ra, thì văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng Chính phủ có khác gì? Cho nên họ ỉm đi lúc này nào hay lúc ấy. Nhưng không ỉm được vì phía Hàn Quốc họ xỉ ra. Bây giờ cái gì cũng bịt được mà xỉ ra thì buộc phải làm. Ông nói tiếp, nhưng bây giờ có làm đến nơi đến chốn hay không? Bây giờ phải quy trách nhiệm cho cô Ngân, văn phòng Quốc hội, công an, hàng không, vân vân. Chính hàng không đã lờ đi, không dám cung cấp danh sách, tức là anh cũng đồng lõa với hành động xấu xa trong quản trị đất nước. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào hôm 6 tháng 12 năm 2019. Theo ông Nguyễn Khắc Mai, đây là một ví dụ nhỏ cho thấy những người lãnh đạo quản trị đất nước như thế nào. Những người này không cần đạo lý, cũng không cần luật pháp, ông nói tiếp như sau. Thế thì sắp tới định đưa ra xử thì có thật là xử nghiêm hay không? Hay là xử qua loa là mấy nhân viên ở cấp dưới mà thôi? Đúng ra vấn đề này thì những người đứng đầu phải lên đới chịu trách nhiệm. Ở nước ngoài, các quan chức dù có bê bối nhỏ thì họ cũng từ chức vì thấy không xứng đáng. Vì vậy bà Ngân dù đã về vườn thì cũng nên từ chức và đứng ra xin lỗi, chịu trách nhiệm thì mới đúng là người có văn hóa. Và rõ ràng những thông tin mà báo chí nhà nước Việt Nam đưa ra đã chưa công bố thông tin đầy đủ cho dân chúng. Theo cáo trạng được báo ghi ra trước đăng tải vào hôm 24 tháng 4, 8 người bị truy tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Các bị cáo bao gồm bà Lê Thị Liễu, giám đốc công ty GVA và hai ông Trịnh Bang Dũng và Ngô Xuân Hiếu cùng trú tại Nghệ An, bà Trần Thị Tuyết, cựu cán bộ tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Khoa học và Đầu tư, bà Lê Thị Xuân, cựu đại diện công ty tư vấn học sinh quốc tế IEC
và bà Nguyễn Thị Lương, trú tại Nghệ An. Cáo trạng cũng nêu rõ vào tháng 8 năm 2018, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đoàn doanh nghiệp Tháp Tùng Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 4 đến 7 tháng 12 năm 2018. Nhưng sau khi kết thúc lịch trình công tác, 9 người trong đoàn đã trốn ở lại Hàn Quốc. Trong số này, cơ quan tố tụng đã xác định 6 người được Lê Thị Liễu và đồng phạm tổ chức trốn đi. Những người trốn đi theo chuyên cơ của đoàn được hướng dẫn ăn mặc lịch sự, học thuộc thông tin về công ty mà họ đứng tên là giám đốc. Đây là hàng ngàn người chen chúc vật vã trong cảnh chờ đợi phía sau tòa nhà trong VIP ở phố Trần Duy Tân, Hà Nội để xin cấp visa Hàn Quốc vào tháng 4 năm 2019. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khi trả lời phóng viên BBC vào hôm 24 tháng 9 năm 2019 cũng cho biết bộ này đã xác nhận với Bộ Tư pháp Hàn Quốc rằng trong chuyến thăm phái đoàn của đại biểu Quốc hội Việt Nam có 9 người nhập cư bất hợp pháp, 2 trong số họ đã trở về Việt nước, 7 người còn lại vẫn đang ở bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, cáo trạng và báo chí nhà nước đăng tải vào hôm 24 tháng 4 năm 2021 chỉ nêu tên 4 trong số 6 người mà nhóm của Lê Thị Liễu đã tổ chức trốn đi Hàn Quốc là Trần Văn Dũng, Ngô Huy Hào, Nguyễn Đình Cơ và Dương Hồng Quang. Cáo trạng cũng cho biết 4 người đã về Việt Nam, còn 2 người đang trốn ở lại, không được nêu danh tính. Ngoài ra, dư luận còn thắc mắc, ngoài 6 người do nhóm của bà Liễu tổ chức đi theo máy bay của bà Ngân, thì 3 người còn lại trong những nhóm 9 người bỏ trốn đó là những ai? Vì sao lên được chuyên cơ của bà Ngân và vì sao không công khai danh tính? Và những người liên quan chịu trách nhiệm này phải như thế nào? Cũng theo cáo trạng, hành vi của các bị can đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các nước. Cáo trạng cũng xác định những người bỏ trốn thực chất là những người muốn tìm việc ở lại Hàn Quốc và họ đã phải trả đến 11.500 đô la Mỹ một người cho chuyến đi này. Để tìm hiểu về mặt pháp luật liên quan đến vấn đề này, Đài FA vào hôm 28 tháng 4 cũng liên hệ lạc với luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội Trọng tài Luật gia Việt Nam và được ông cho biết như sau. Tội đưa người trốn ra nước ngoài thì trong bộ luật hình sự cũng có quy định rất là nhiều. Việt Nam cũng đã xử những tội này rất nhiều. Ví dụ như trước đây, theo luật định có điều 275 của bộ luật hình sự, thì đối với tội này có thể phạt thấp nhất từ 6 tháng đến 2 năm, tùy tính chất mức độ có thể bị phạt còn nhiều hơn nữa. Đây là hình ảnh hàng ngàn người Việt Nam đã vượt biển trốn ra nước ngoài sau năm 1975. Vô số người bị bắt vào tù vì bị chính quyền phát hiện. Riêng với việc tổ chức cho người trốn ra nước ngoài, theo chuyên cơ của nguyên thủ quốc gia, thì luật sư Hậu cho rằng có thể bị xem xét là mất uy tín và thể diện quốc gia. Ông nói, có thể xem xét trong vụ này thì hội đồng xét xử sẽ đưa ra xét xử những người tổ chức hay những người thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra vụ việc, thì tòa sẽ có yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý những người có liên quan. Đây là vụ án sẽ được đưa ra xét xử nên thẩm quyền của Tòa án Nhân dân căn cứ vào hồ sơ vụ án về việc tổ chức cưỡng ép người khác ra nước ngoài thì theo đạo luật mới sẽ phải xử từ 2 năm cho đến 7 năm nếu phạm tội nhiều lần. Gây ra hậu quả rất nghiêm trọng thì có thể bị phạt tù từ 5 đến 12 năm, còn đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt từ 12 đến 20 năm tù. Riêng những người có liên quan có thể bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật, nếu nặng thì xử lý về mặt hình sự. Một quan chức của Quốc hội Hàn Quốc khi trả lời phóng viên đài truyền hình MBC của Hàn Quốc về câu hỏi liệu những người bỏ trốn đã đến Hàn Quốc với mục đích từ đầu như vậy hay không, nói rằng có vẻ là như vậy và cho biết ông không biết liệu những người này có quan hệ thế nào với các quan chức trong đoàn làm việc của Quốc hội Việt Nam. Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khi trả lời đài FA vào 28 tháng 4 cũng cho biết như sau. Tôi nghĩ vấn đề đi kèm chuyên cơ nguyên thủ quốc gia như thế cũng có quy định nhưng trong phạm vi hẹp thôi, chứ không phổ biến rộng rãi. Quy định là làm sao để đảm bảo chuyến bay đạt mục đích đề ra. Nhưng cũng có thể là từ trước đến nay chưa hề xảy ra vi phạm tương tự như thế, cho nên các cơ quan chức năng chủ quan, lỏng lẻo trong kiểm soát người đi trên chuyên cơ, nên các đối tượng mới cài cắm người không đủ tiêu chuẩn vào. Đây là sự việc mà các cơ quan chức năng cần rút kinh nghiệm để các chuyến bay tiếp theo không xảy ra trường hợp tương tự. Tôi nghĩ đây là bài học kinh nghiệm và là vụ việc đáng tiếc, ông nói. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Mai, qua việc này cho thấy một bộ phận chính quyền ở cấp trung ương là rất vô thiên vô pháp. Họ hành xử rất kém văn hóa khi đưa ra những người ở đâu đấy để đi ké chuyên cơ của quốc gia.
Cách làm này của ông Nguyễn Khắc Mai gọi là mọi dợ, mà theo ông là trách nhiệm nằm ở chỗ Bộ Công an, Văn phòng Quốc hội, Cục Hàng không, tức là những cơ quan đầu não quốc gia. Họ vì lợi nhuận mà thành xử bất chấp danh dự quốc gia, đó là điều đáng phải suy nghĩ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2021 với bản tin Vì sao bây giờ Việt Nam mới xử vụ đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.